Liên quan đến các vụ tai nạn giao thông thời gian gần đây, liên tiếp hai vụ người điều khiển xe máy tự tông vào cột điện, giải phân cách dẫn đến tử vong được ghi nhận tại khu vực Bình Thuận. Khoảng 22 giờ 30 ngày 8 tháng 5 trên quốc lộ 1, đoạn km 1705 700 qua xã Phong Đẫm, thành phố Phan Thiết, xảy ra vụ xe máy gặp nạn giữa đường thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 60B2-63273 do anh TTL sinh năm 1980, ngụ thành phố Phan Thiết điều khiển lưu thông hướng Bắc Nam, thì tự va quệt và giải phân cách cứng giữa đường. Xe máy trượt dài, văng xa một đoạn và ngã trên giải phân cách. Tại hiện trường, anh L té xuống đường, bị vết thương nặng ở đầu, được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Trên giải phân cách có vết trà kéo dài và các nhân chứng xung quanh cũng cho biết nạn nhân điều khiển xe máy tự té. Trước đó vào khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, trên tuyến DT719 qua xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, cũng xảy ra vụ xe máy tông vào trụ điện tử vong. Nạn nhân là PQC sinh năm 2000, ngụ thành phố Phan Thiết, điều khiển xe máy bị kiểm soát 86B647320. Khi đến địa điểm trên thì xe máy tông vào trụ điện bên đường, cú tông làm anh xe tử vong tại chỗ bên cạnh xe máy bể nát. Công an tại hai địa phương xảy ra hai vụ tai nạn này đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ.